này lời mẹ ân cần nhắc nhở. Thấy con thơ mẹ ứa đôi hàng, thương con trước chiều lạc đàn. Con ơi phần gái gian nan nào nề, thương con gánh nhiều bề cay đắng. Dầm lửa nắng nước sương, con ơi phận gái đoạn trường, con ơi phận gái trai tương mới thành. Tôi phải biết việc làm việc giờ, chừa lòng bấy lự ba lo. Thầy đã sao trước dặn dò, thầy đã chất sẵn chiếc đò ly chân. Đò ly chân chủ nhân đã chọn, chân qua đò khỏi tốn khỏi ao. Miệng con trong trắng y một màu, miệng con sao trước trước sao một niềm. Tôi phải giữ lặng im là gốc, tôi chừa cái nọc nhiều đời. Con ơi tai quả khắp nơi, tai người uống lưỡi khô môi hại mình. Chữ một giả kinh thành làm trước, lòng đừng lo quả phước khi có không. Có không là luật chi công, có không cũng tại nơi lòng các con. Đêm thanh vắng con tròn phận sự, đọc kinh thì ráng giữ lấy mùi. Đừng ngâm chót lời đầu môi, mẹ còn lùi tới tới lùi phân trần. Đọc kinh phải cân phân từ tiếng nghe, tiếng kinh là kinh điển của thầy. Đọc kinh gắm được mùi hay, dẫu cho sắc đã có thấy cùng thành. Gái cần giữ thân danh làm trước, kế quỷ ma nhiều nước tình yêu. Em tại sao quyền loạn chiều, yêu con nhắm mi mắt nghe liều hư thân. Mẹ đã dạy nhiều lần cặn kẽ, quỷ thường xưng tên mẹ lắm con. Con nào gan yếu dạ non, nghe lời vâng ngày bờ ngọt ngon phải lầm. Cấp đi đứng ngồi nằm
điều mong mềm ấy phần người tôi. Tránh xa tiên quên lời rầu, tránh xa những y bọn giả màu xa mưa. Thấy nhiều trẻ bơ thờ hỏng héo, tướng dịu dàng yếu điệu khá thương. Tại sao dài thiết tha tha thiết vui vẻ chi mài miệt cõi trần? Con ơi xét lấy nàng hằng, trọn năm được thấy mấy lần đẹp xinh. Mẹ hằng cậy nhân tình cho trẻ, khuyên đừng bế đừng kể công trình. Thương con thầy phế ngọc kinh, trước con khỏi chốn quả khanh đêm về. Con khá chớ bỏ bê lúc rảnh, lúc rảnh thường tâm y tánh y lãng sao, tâm tâm sao lãng phân hào. Tự nhiên con phải mòn hao tinh thần, trọng chân thân chân thề. Thân thể này gốc rễ của con, chân thân chân thể chân hồn, giữ gìn trong sạch mới còn gọi con. Đừng vọng tưởng phấn son là sạch, son phấn y làm chân phách đã phải luôn. Mấy ai rọi thô, mấy ai ngồi kiệu lấy dù che thân. Đừng vọng tưởng cơ bận là nhục, cơ bận là tránh gốc mọi con. Lúc xanh đỏ lối một hòn, lúc về có kể vật chốn những gì. Con phải nhớ lúc đi thầy dặn, phải cho tròn bón phận đừng sai. Đừng lo phú quý trong gai, phải cho xứng y đáng tam tài mới sinh. Chánh tam tài mới vinh mới quý, giá tiền tài đồ mỹ phá chân. Con sao chưa rõ thiệt hơn, đã dự mây kiếp đường trơn bước hoài. Rài mẹ nhắc chỗ sai con hiểu, hiểu được rồi mẹ biểu phải nghe.
cẩn thận trăm bề, tránh đoàn kết đi đảng lập phe phình phờ. Con phận gái lỡ cơ sao được, phải dặt dè từ bước mới ngoan. Sao cho danh gái rõ ràng, chín mười cho đúng tuổi vàng mẹ trao. Cuộc trần thế ảo bào mong anh, có chân tu mới rành phù xanh. Muốn cho chân thật tu hành, lắng lo lình giữ cảnh ấy thành, đừng quên người ở thế đặt tên kể tôi. Tên tôi này một buổi chẳng lâu, mấy tên phú quý công hầu có đem chi được để chầu ngọc kinh. Người ở thế danh y thinh làm trước, thinh danh y là khỏi phước ca sự tu. Công dung ngôn hạnh làm đầu, lòng đừng mê hoặc phải trao sữa mình. Đừng tập lối văn minh dối trá, văn minh này quỷ phá mấy ơi. Con ơi mẹ đã cạn lời, sáng cho trong sạch tên người tuổi ta. Tên tuổi ta bao la vũ trụ, tên tuổi người che phủ thế gian. Muốn cho tên tuổi miên tràn, ta người tên tuổi vẫn ngơ vàng chớ sao. Người xuống thế ai ai cùng một, phải rõ người là ruột với mình. Với mình như một mới sinh, với mình như ruột mới rành tuổi tên. Con phải nhớ chớ quên lời mẹ, được thân người chẳng dễ đó con. Tuổi tên được vậy mới còn, tuổi tên được vậy mới tròn thinh danh. Đừng tập bi nết trở trinh liêu lòng, theo tánh đi phàm học vọng cầu cao. Chị em đừng tiếng mày tao, chị em tiếng nói ngọt ngào mới ngoan. Lời ăn tiếng nói dịu dàng mới làm trên dưới, dưới trên trong mình. Học
chi cái dòng ngu si, học chi cái dòng dị kỳ khó ưa. Đừng học thôi đồng đưa miệng lời, mà có khi dương lưới quỷ ma. Khôn ngoan sao bằng thiệt thà, cứ lời mẹ dạy mới là con ngoan. Con đã chán các đàn tội phước, mừng cho con nay được gặp thầy. Ơn thầy rơi khắp ba cỏ cây, con tua tánh nay mỏng kịp ngày quy quyên. Phần xác thịt ba viên làm trong, phần thiên liêng phải giống cho cân. Chớ hao tinh khí hại thần, tinh thần quý báu phải cần phải chuyên. Thần khí tinh tiên thiên làm gốc, tinh khí thần là nọc hại người. Con ơi đừng tưởng trò chơi, nếu con sai ngược đạo đời dễ đâu. Đừng nghe kẻ mượn màu đại đạo, tiên hậu thiên ngược ngạo phình đời. Nếu con sai lạc tất ơi, linh hồi phải dướng chạy trời làm sao. Mẹ thấy trẻ khát khao tìm đạo, mà lại tin chuyện ảo chẳng chân. Con ơi chớ cậy giọng đờn, giọng đờn là giọng hại hơn hồn linh. Con muốn rõ công trình tập luyện, tập ba luyện rành cổ qua chuyện phải tâm. Muốn cho cổ chuyện được rành, gần thầy mới rõ quyền tâm thế nào. Con phải biết đạo đòi tối thượng, đừng để lòng hờ hững sự tu. Chớ tin những lũ quán màu, mượn thầy giả đạo quyết rầu hư thân. Nghe tiếng trẻ mẹ mừng cho trẻ, trẻ phải lo phải ráng công trình. Mẹ khuyên bỏ tâm hờ hững,
đành dùi bụi đỏ để sao tánh trời. Thần tiên Phật ráo lời cạn tiên, khuyên các con bỏ miên tu chơi. Tu cho biết Phật biết trời, tu cho biết đạo biết đời mới tu. Trẻ đạo thầy mù khó dắt, trẻ ham đời thì mắt tay phàm. Xanh vàng sợi chỉ ai làm, con đường Nam Bắc Bắc Nam ai làm. Tìm đạo gặp thầy mới sống, muốn tìm thầy chớ có dòng tâm. Con ơi đạo lý cao thâm, làm sai một mãi hại thầm biết bao. Lòng đồng bào chớ nề, một rung y nhau của mẹ mà ra. Đông Tây Nam Bắc gần xa, dẫu cho khác giống cùng là tình thâm. Kẻ rù quên gây mầm sâu xé, lập phái phe chia rẽ thịt xương. Lời ngon tiếng ngọt như đường, nếu con nhẹ dạ mắt lường uổng quang. Con phải đến đạo tràng chân lý mới không còn có quỷ nơi tâm. Đạo tràng thầy lập phải tầm cho gặp đằng chăm học hành. Trời đã phú tánh lành sáng suốt, thầy con là con ruột của trời. Con trời đâu có cãi lời, con trời đâu có tiếng đời nhạo kinh. Khuya nhìn tôi tự mình con tròn, đừng ham những thói bôn chôn nhọn nhàng. Chị em cùng một đoàn thua xúc, giờ rành rang phải học mới nên. Học thì chỉ phải cho bền, học bền mới có tuổi tên với người. Khi đi, khi đứng cười nói, lúc y nằm ngồi, lúc ta hỏi, lúc phần nhiên
nữ phải tròn danh dự, nết đoan trang con giữ lấy con. Tiếng thơm tiếng a nội như còn, tiếng nhớ cũng y nặng như hòn Thái Sơn. Muốn rõ đạo chớ sờn công quả, công quả bòn chớ kha từ nan. Muốn thông công quả rõ ràng, công càng bền vững quả càng lớn lao. Công đức được dày cao chói ràng, công nghiệp càng rọi bản ngọc kinh. Sao cho công dừng như thành, sao cho quả được cái trổ nhành này đơm quá. Phần nhi nữ ngọc ngà thân thể, công quá cho rành mà rẽ đường sai. Công cao phước mới được dài, công dài đức mới dần tài núi sông. Muốn được quả phải trồng nên quả, quả muốn trồng giống y lạ chân ương. Con ơi phận gái đoạn trường càng phải tìm đường cho nên. Mẹ đã dạy công bền mới được, công dài công được phước mới bền. Học hành công khó mới nên, biết lời phải dướng vào nền tớ tôi. Mẹ đã dạy dung mọi công quả, con phải rành công cả của con. Con nào công nấy vuông tròn, công nào quả nấy chẳng còn đợi chi. Mẹ cũng biết nữ nhi phận gái, mẹ sao phận dạy có người. Con ơi công chớ biến lười, con ơi mẹ đã ráo lời phúc nói. Con phải biết ta luân hồi đến sợ, luân hồi làm nên nở vô minh. Muốn cho công được viên thành thì con khá ráng học hành cho thông. Kẻ dối trá cuồng ngôn khả ô, mà làm tuồng giải dỗ tròn vuông. Các con là gái khuê môn, các con đâu rõ vuông tròn là chi. Các con hãy nghĩ
trời thế hà. Con phải mau hối qua tự tân, con sao chẳng chịu nhật tân, mà con lại muốn tranh lưng xa bồi. Bánh lưng xa lăn rồi chẳng đợi, nếu dương vào con mới định sao. Con ơi thiên dòng nan đào, đừng trong bắt ở đầu nam tàu cứu quy. Muốn cứu quy chẳng chi lạ nữa, con khá lo tự sửa lấy mình. Sửa mình cho được bất sinh, sửa mình cho được tiền trình dễ dàng. Nói đến con trăm đàn chua xót, mẹ si bao lệ giọt đượm tuôn. Con xa khôi lạc trốn, cũng vì con mãn làm tuồng khéo khôn. Càng khôn khéo càng dồn cát bụi, khéo khôn chi với tội hồng trần. Hồng trần khôn khéo vô nhân, khéo khôn theo bụi hồng trần ít chi. Kìa trước khi mắt con suy cho kiếp ma, cuộc bi quan ly hiệp mấy hồi. Trời nắng mưa lạnh nóng mấy thời đó con. Trời bình tĩnh thoạt ta còn nổi gió, trăng lào lào lại đổ mồi mưa. Đừng ai khoe sớm nói sai. Lời rí rả cánh dài mẹ dài, tiếng nỉ non phải quấy mẹ bài. Con ơi cố gắng theo thầy, Ngọc Kinh này mới được cha có ngày đoàn. Cũng điều do khổ lạc chẳng tường, khổ kia ai tạo mà dương, lạc này ai bỏ ai chuồng lại chê. Phải xét kỹ rõ bề khổ lạc, khổ tại đâu mình chắc vào mình. Tại mình nuôi cái vô mình, vô mình nào phải trời sinh mà ngờ. Kìa đuốc tệ ánh bờ chân, thầy đã khai
hoài hoài đừng khoe mạnh bảo rồi tay lái lèo. Người trí thức coi dèo thời thế chớ hững hờ lầm kế tinh ranh. Con ơi phần gái mỏng manh thương con mẹ chỉ mỗi manh con tường. Đêm đã cạn mẹ càng than thở bỏ tánh đi phàm xem chờ nhắm em đào vườn gió tạnh sống em con nào bến đây đào phải tìm đường chân biết sao kể nguồn cơn sao do càng lắm càng suy tinh thần. Trẻ hối ngộ mẹ mừng cho trẻ ráng lo tu kẻo trễ thời kỳ gặp thời con hài quy y càng cho lễ biết nghi mới rằng mẹ dạy con chẳng ngừng lời nói con nghe lời đừng gọi phui pha đêm khuya nguyệt xiết trăng tà con gió bóng bấy nhiêu duyên tư giá lắm điều dối trá cuộc cây tùng hoàng dài trà chẳng thôi lạnh xa cài bánh luân hồi ca mau tình ngộ bồi chân linh dân chân linh phải dình tâm tâm nhìn ngọc kinh là canh quê nhà rành rang cai kiếp và phù hoa lặng tâm êm tâm mới là gọi con. Mẹ vì con lưỡi mòn đôi đoạn mẹ vì con lời cạn mấy phen công dư kết đi bạn với sen công dư đâu làm quen với bèo chừa cái tâm tự kiêu tự đắc mới có ngày gần Phật gần trời. Trời tuy lòng lòng dơi dơi nhưng trời ở tại mấy lời mẹ đây. Con nghe mẹ mẹ khuây khỏa già mẹ nhìn con hả hớn lòng. Con ơi mau ghiếp
trong phòng đến đài kim thiết hiệp cùng chị em. Lời tâm quyết mẹ đêm tường tăng khuyên con thơ an phận tu hành, muốn cho gọi được gái lành thì mau cải giữ mới rành chân tu. Đừng phân biệt trí ngu thêm hại, đố ai tường khôn giải là chi. Trăm điều điều tại quá nhi, đừng đem phàm tánh mà khi mà lầm. Mẹ căn dặn tu tâm cho lắm, tu tâm rồi tánh ấy bẩm mới trong. Tánh tâm tuy cùng nơi lòng, mẹ còn lo ngại con không rõ đàn. Lòng thương con ngổn ngang trăm mi môi, muốn nghe cho con tránh khỏi luân hồi này. Con tâm tánh ấy bởi trời, này con tâm tánh bởi người phá hư. Phật thường gọi chân như tâm Phật, trời đã cho mình đức tánh trời. Tánh đi tâm trong sạch đi là người, tánh tâm xảo trá là đời đó con. Đã gần trót đêm tròn mẹ giảng, giảng cho con mấy đoạn éo le. Phải nhìn trời đất chở che, phải nhìn cho kỳ đằng nghe mà làm. Đời hiểm nham có thiện căn mới dễ tránh đời, tránh đời còn phải nghe trời, nghe trời thì phải nghe lời mẹ khuyên. Kẻ có phước thiện duyên mới gặp, gặp thiện duyên ráng tập mà làm. Làm thì nhất đức nhất tâm, nhất tâm nhất đức mẹ chăm nom liền. Thầy đã dạy mười khuyên ráng giữ, lại lắm khi nhắc nhớ trăm điều khuyên con tâm huệ ráng khiêu cho tỏ đặng theo mới màu. Bề cứ sự sòng nâu đạm bạc, chớ kêu đòi đài các trăm anh. Trăm anh để gọi gái lành, trăm anh nào phải xưa sang bề ngoài. Mẹ dạy con chẳng nài lao khổ, tâm
phàm khuyên ráng nghi bỏ ráng trường, ráng đem lại tánh trời xưa. Ngọc kinh xó mi bước đi chờ trưa về chầu, đuốc chân ly lào lào thầy soi. Nơi trung ương đặng gọi các con, bọn vàng sông lệ nên bọn tìm châu tìm ngọc nón con đến tìm. Cây mát mẹ có chim khôn đầu, kẻ hiền lành nói dấu từ bi. Từ bi bác ái thầy ghi, từ bi bác ái tam kỳ giá gian. Mẹ đã dựng nền vàng bán ngọc, con biết ta lo săn sóc ngày đêm. Ân cần mật thước đừng sai, thì con sẽ được dạy đầy